gió hồ thánh tông. Trọng kính cha quản hạt, cha chánh xứ, quý cha đồng tế, quý cha quê hương. Kính thưa quý thầy, quý rì, quý cụ trong hội đồng giáo xứ Du Hiếu. Kính thưa quý khách, quý các đoàn hội cùng cộng đoàn tham dự. Giáo hộ Thánh Tâm, tiền thân là giáo hộ Lái Tim Tam Thôn, được Đức Cha Trung Ban Sắc thành lập năm 1912 với ngôi nhà nguyện nhỏ bé. Năm 1923, dưới sự chỉ đạo của cha Cố Thuận, giáo hộ đã dốc toàn lực xây dựng được ngôi nhà thờ lớn hơn. Năm 1968, một cơn bão lớn đã đánh sập gian đầu nhà thờ. Trước tổn thất này, cộng đoàn giáo hộ coi đây là một thử thách, nhưng vẫn tin vào tình thương của Lái Tim Chúa và sự chỉ đạo của cha quản xứ Gioakim Vũ Cao Đường. Giáo họ đã khắc phục được hậu quả. Thế rồi, thời gian trôi qua, nhà thờ xuống cấp dần, nguy cơ sập đổ. Nỗi lo của giáo họ không biết làm cách nào. Và đây cũng là nỗi ưu tư của cụ trùm Cố Du Xe Phạm Viết Tụng. Trước khi qua đời, cụ đã chối lại cho các con của cụ: làm thế nào để giữ lấy ngôi thánh đường và có kế hoạch tôn tạo và xây dựng mới. Năm 1992, thực hiện lời trăn trối của người cha khả kính, ông bà Chánh Hinh ở giáo xứ Võ Dõng, giáo phận Xuân Lộc, cùng với em trai là ông bà Chánh Thanh ở quê nhà, đã ngỏ ý cùng giáo họ họp bàn phương án tôn tạo xây dựng mới ngôi thánh đường. Nhờ ơn Thánh Tâm Chúa phù trợ, sự hướng dẫn của cha xứ Vinh Sơn Trần Ngọc Bút, nhà thờ được xây theo kiểu mới. Cây tháp thì chưa làm được. Năm 2005, được sự tài trợ của hai ông bà Phạm Xuân Hòa và Phạm Xuân Hưởng ở Hoa Kỳ, đã hoàn thành được cây tháp phù hợp với nhà thờ, treo chuông mới do ông bà Chánh Hinh và ông bà Sơn dâng cúng. Năm 2015, sau 23 năm mái nhà thờ xuống cấp dần, sự chỉ đạo của cha Chánh xứ Vinh Sơn Trần Thiện Túy, giáo họ thống nhất trùng tu ngôi thánh đường. Và sự tài trợ của ông bà Thái Ngọc là người gái họ, đã giúp toàn bộ ngói nợp, giáo họ thay mới toàn bộ gỗ mái và nắp tất cả các hoa gang cửa sổ, đóng mới được 18 cửa gỗ. Năm 2018, để nơi công thánh thêm phần trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của cha Chánh xứ Vinh Sơn Mai Văn Bảo, toàn giáo họ, cộng đoàn giáo họ đã nắp đặt được tòa vàng. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thưởng công bồi hậu cho quý cha, quý vị ân thân nhân đã giúp của, giúp công để ngôi thánh đường luôn tồn tại, minh chứng cho đức tin kiên vững của cộng đoàn giáo họ. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con làm để sáng danh Chúa.
và hữu ích cho các linh hồn. Thank you.
Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Đến mà xem. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đến đây để xem con cái giáo hội, con cái Đức Mẹ, con cái của giáo xứ Du Hiếu và cách riêng con cái của họ Thánh Tâm yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể biết chừng nào, yêu mến Thánh Tâm Chúa và trở thành chứng tá của tình yêu kéo dài suốt từ khi có giáo họ cho đến hôm nay. Đến mà xem ngày lễ tạ ơn của toàn thể giáo họ nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng Thánh Đường. Trước lễ, chúng ta đã nghe tiểu sử rất nhiều mốc quan trọng, đặc biệt là mốc thành lập giáo họ 1912, xây dựng nhà thờ 1923, rồi đến 51 cũng tu sửa, rồi đến năm 88 xây dựng nhà thờ mới như thế này, 2005 hoàn thành cây tháp. Và đến hôm nay 2023 kỷ niệm dấu mốc 100 năm xây dựng nhà thờ, nhắc nhở chúng ta rằng biết bao nhiêu ơn của Chúa đổ xuống trên chúng ta, biết bao nhiêu tình thương và Chúa và Đức Mẹ là cầu bầu để chan hòa cho tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta. Mốc kỷ niệm này nhắc chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn giáo họ. Cách riêng tri ân các bậc tiền nhân, những vị đã thật khôn ngoan chọn Chúa Giêsu Thánh Tâm làm quan thầy và nhất là đã chọn mảnh đất thiêng liêng này để xây dựng giáo họ. Tạ ơn các vị ân thân nhân qua các thời kỳ, qua các mốc quan trọng đã vì Chúa, vì giáo họ đã xây nên và tu bổ nhà thờ đẹp đẽ như ngày hôm nay. Chúng ta là hậu duệ của các bậc tiền nhân, hậu duệ của các thánh. Chúng ta phải làm sáng danh Chúa, không chỉ tổ chức thánh lễ tạ ơn, nhưng mỗi người chúng ta hãy xem lại đền thờ là chính con người và linh hồn của mình. Đền thờ mà Chúa muốn ngự nhất đó là sự thánh thiện nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nơi từng gia đình của giáo họ, Chúa muốn đến để ban bình an, ban sự hiệp nhất, ban ơn hòa thuận trên dưới, êm ấm trong ngoài. Đến với cộng đoàn giáo họ, mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để rồi chúng ta tạ ơn Chúa một cách xứng đáng nhất, tức là loan báo hồng ân Chúa đã ban cho mình, cho cộng đoàn. Và từ nay chúng ta trở nên những con người đạo đức hơn, thánh thiện hơn, xứng với nguyện ước của tiền nhân, đó là con cháu càng ngày càng đạo đức, thánh thiện và yêu mến Chúa. Cầu chúc cho giáo họ chúng ta hôm nay tạ ơn Thiên Chúa kỷ niệm 100 năm xây dựng Thánh Đường, và mỗi người chúng ta ý thức được rằng Chúa muốn chúng ta xây dựng đời sống Kitô hữu thánh thiện đạo đức, gia đình hiệp nhất yêu thương và cộng đoàn bác ái, sống quảng đại làm chứng cho Chúa. Hôm nay Chúa Nhật thứ 11 thường niên, lời Chúa thật phù hợp với bối cảnh của giáo họ chúng ta, đó là hãy đi loan báo tin mừng ơn cứu độ nước trời cho mọi người qua chính đời sống đạo đức thánh thiện bác ái yêu thương hàng ngày của chúng ta. Chắc chắn ngày lễ hôm nay giáo họ và mọi người cũng không quên cầu nguyện cho các đấng các bậc đã coi sóc giáo xứ giáo họ chúng ta, cho các bậc tiền nhân ân thân nhân, người còn sống cũng như những người đã qua đời. Và mọi người đều có những ước nguyện riêng dâng lên Chúa Thánh Tâm hôm nay. Với những ước nguyện đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những
thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa ban sức mạnh cho kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu không có Chúa nâng đỡ phù trì. Xin Chúa hằng tuân đổ hồng ân, giúp chúng con giữ vững huân lệnh Chúa truyền, để chỉ muôn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó đối diện với núi. Ông Mô-xê nên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi Chúa gọi ông và phán: Ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân
các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là lời Chúa. Chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho con người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là sự tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng anh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Tin vào tình yêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc 4 giờ thấy có trận mưa thật lớn, nhiều người lo rằng hôm nay mưa, không biết ngày đại lễ sẽ ra sao. Thế mà bây giờ nhờ mưa mà bầu khí rất mát mẻ, ai thấy cũng tươi cười. Có thể nói thiên thời địa lợi, nơi đây mảnh đất trung tâm rất đẹp, bà con sống chung quanh đầm ấm. Tổ tiên ta thật khôn ngoan đã chọn nơi đây là nơi dựng nên đền thờ quý yêu này, để mọi người có thể đến đây gặp gỡ nhau, thờ phượng Thiên Chúa, rồi cùng nhau chia sẻ lời Chúa, rồi được sai đi để loan báo tin mừng. Rồi nhân hòa, tôi nghe thấy mọi người ở đây đoàn kết lắm. Cha xứ lại còn chia sẻ rằng có mấy nhà tôn giáo bạn nhưng cũng đã vọng vào với giáo họ, mặc dù chưa đón nhận đức tin qua bí tích rửa tội. Nhưng đây nói nên rằng bầu khí ở đây là một gia đình tuyệt vời. Nhờ tình yêu của Chúa, rồi mỗi người làm chứng nhân của tình yêu mà được như vậy, thì có thể nói cha ông ta đã một sự chọn lựa đầy ơn của Thiên Chúa. Sứ điệp này gửi đến cho mỗi người chúng ta là con cháu. Chúng ta phải làm sáng giá hơn tình yêu Chúa, tình yêu người. Sống một đời sống thánh thiện, thực thi lời Chúa. Mà hôm nay tin mừng Chúa Nhật 11 nhắc cho chúng ta về điều ấy. Đặc biệt Chúa trao nhiệm vụ rao giảng cho 12 tông đồ là nền tảng của giáo hội, chính là trao cho giáo hội của chúng ta. Và mỗi người chúng ta là một viên gạch xây nên gia đình giáo hội này.
thì lời Chúa cũng sai mỗi người chúng ta. Nhắc tên 12 tông đồ là nhắc tên đến từng người anh chị em trong chúng ta. Hoa, đào, bưởi, cột, kèo, rồi tất cả mọi người có tên đều được nhắc tới. Và Chúa sai chúng ta đi. Điểm rất hay ở đây và chúng ta cần phải suy nghĩ, đó là đừng đến với dân ngoại hay là thành nào của Samari. Ý muốn nói rằng chúng ta phải củng cố đời sống của mình, gia đình mình, cộng đoàn mình lên tốt đã, thánh thiện đã, rồi sẽ được sai đi đến với muôn dân. Các môn đệ ngày xưa khi Chúa Thánh Thần chưa hiện đến thì Chúa đã sai đi, và Chúa nhận như thế để khi Chúa Thánh Thần đến, ngày khai sinh giáo hội ra khắp thế giới, lúc ấy các ông sẽ được mời đi kêu gọi khắp nơi. Ý tưởng này đến với chúng ta hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất nói về tình yêu Thiên Chúa đã chọn chúng ta là dân của Người, mà Người là Chúa của chúng ta. Một Thiên Chúa tuyệt vời thánh thiện, thế mà đã hạ mình xuống nhận chúng ta là con, là của riêng của Ngài. Của riêng ấy không chỉ là riêng của Chúa hay Chúa là của chúng ta, nhưng đến nỗi con người tội lỗi bất xứng mà Chúa còn sai con của mình đến ở với, mang lấy thân phận yếu hèn tội lỗi của chúng ta để tha thứ tội lỗi và cứu độ chúng ta, như trong bài đọc 2 thư Thánh Phaolô nói với chúng ta. Khi chúng ta đi vào lời Chúa như vậy thì lời Chúa hôm nay nói lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, chúng ta hãy, anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về. Hôm nay chúng ta nhấn mạnh đến cái đời sống cầu nguyện đó. Lời đầu tiên trước khi Chúa trao cho các môn đệ đi rao giảng thì Chúa mời gọi anh em hãy cầu xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về. Hôm nay nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện. Trong những năm gần đây có rất nhiều những linh mục tu sĩ, rất nhiều các hội đoàn, họ đã đến với những người khác, nhất là những người đau khổ, đến với những trại mà nuôi trẻ em mồ côi để giúp đỡ, để đồng hành, để nâng đỡ, để quảng đại và bác ái. Nhưng những việc làm đấy cần thiết và tốt lắm. Nhưng nếu không có ơn Chúa thì những việc làm ấy sẽ không có giá trị hay không được triển nở. Cho nên trước nhất lời Chúa Giêsu qua tin mừng hôm nay dạy chúng ta là cầu nguyện trước đã. Cầu nguyện là nguồn mạch và là nền tảng của công việc truyền giáo. Nếu chúng ta đi truyền giáo mà thiếu đời sống cầu nguyện thì việc làm của chúng ta chỉ là vỏ bề ngoài. Bởi vì khi cầu nguyện thì mới có ơn Chúa. Anh em không thể làm được gì nếu không có Chúa. Vì thế cho nên chúng ta được mời gọi lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin chủ, tức là cầu nguyện. Không chỉ xin Chúa sai chúng ta đi truyền giáo thường xuyên mà phải cầu xin Chúa để có nhiều các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi mà sống trong đời sống thánh hiến, đi tu làm linh mục, làm tu sĩ, để là những nhân tố, những nòng cốt để lo việc truyền giáo. Không chỉ xin Chúa ban thêm nhiều người sống đời sống tận hiến, nhưng còn phải cầu xin Chúa thôi thúc cả mọi gia đình và nhất là cộng đoàn chúng ta biết rộng tay giúp đỡ tài chính cũng như tinh thần và công việc cho việc truyền giáo. Cũng không chỉ mời gọi người ta mở rộng vòng tay, nhưng còn tha thiết xin Chúa mở rộng trái tim của mọi người để có nhiều nhà truyền giáo tình nguyện và dấn thân mang Chúa đến cho anh chị em của mình. Nếu cầu nguyện là nguồn mạch thì công việc truyền giáo có nghĩa là phải ưu tiên trong bất cứ một chương trình hay kế hoạch phương pháp nào. Phải ưu tiên. Bởi vì truyền giáo là bản chất của giáo hội. Truyền giáo là bản chất của người Kitô hữu. Nếu không truyền giáo thì giáo hội sẽ chết. Nếu không truyền giáo, người Kitô hữu cũng sẽ chết. Và nếu cầu nguyện là nền tảng hoạt động truyền giáo thì chúng ta phải xem sự khủng hoảng ơn gọi ngày hôm nay là lý do bởi đâu.
ngày hôm nay quý ông bà anh chị em nhìn trong gia đình mình có ai sẵn sàng đi tu không? Cộng đoàn giáo họ giáo xứ có mấy người quảng đại đáp lại tiếng Chúa đâu? Và chúng ta đặt vấn đề tại sao nhiều người đổ cho môi trường xã hội, đổ cho cái môi trường tự do ngày hôm nay, và con người ngày hôm nay sống ích kỷ. Thưa, cũng có lý nhưng chưa phải nguyên nhân đầu tiên. Vậy nguyên nhân đầu tiên là gì? Thưa, nguyên nhân đầu tiên đó là thiếu đời sống cầu nguyện. Trong gia đình mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng quên mất cầu nguyện. Chỉ còn người già thì cầu nguyện liên lỉ đấy, nhưng mà bảo cả gia đình hội họp lại mà cầu nguyện thì không có. Các bạn trẻ thì bảo không cần thiết. Các em thiếu nhi thì thiếu những gương sáng của người lớn trong đời sống cầu nguyện. Vì thế có thể nói việc cầu nguyện hôm nay Chúa nhắc cho mỗi người chúng ta, để có việc truyền giáo như lệnh Chúa truyền cho chúng ta và giáo hội, thì chúng ta trước nhất phải củng cố lại đời sống cầu nguyện của mình, của gia đình và của cộng đoàn. Nếu cầu nguyện là việc đầu tiên của công việc truyền giáo, thì chúng ta phải hiểu sứ vụ tông đồ chỉ có hiệu năng hiệu quả nếu chúng ta biết cầu nguyện. Vì đời sống cầu nguyện sẽ làm cho mình thánh thiện hơn. Đời sống cầu nguyện giúp cho mình có nhiều ơn Chúa và sẵn sàng đi vào con đường Chúa muốn hơn. Và khi đã sẵn sàng như vậy thì chúng ta sẽ trở nên gương sáng, dùng đời sống tình yêu bác ái mà ảnh hưởng đến những người chung quanh chúng ta. Rồi công đồng cũng nhắc nhở chúng ta về việc đấy nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra, chúng ta phải rao giảng những gì, rao giảng cho ai và làm bằng cách nào? Những câu hỏi này thì nhiều khi chúng ta đổ cho Đức Giám Mục, Đức Cha, các cha hay các tu sĩ công việc đó. Còn chúng tôi là giáo dân, lo việc nhà chưa xong còn sao lo việc truyền giáo. Thưa, nếu hiểu như thế thì thật là không đúng và mang tính ích kỷ. Trước nhất hãy đi rao giảng tin mừng là lời của Chúa mời gọi tất cả mọi người trong giáo hội, không trừ một ai. Rồi Chúa bảo anh em hãy chữa lành những người đau yếu, cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được khạch bệnh và xua trừ ma quỷ. Anh em được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Vậy trong lời của Chúa đó nói cho chúng ta biết nội dung của sứ điệp rao giảng là gì? Thưa, đó là nước trời đã gần đến. Đó là phải rao giảng những gì đó. Rồi rao giảng cho ai? Tức là đối tượng của việc rao giảng là những ai? Thưa, là tất cả mọi người, nhưng cách riêng những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Và câu hỏi chúng ta phải làm gì, làm cách nào, đó là phương pháp nào để loan truyền Chúa cho anh chị em? Thưa, phương pháp đó là yêu thương và cho đi. Thật vậy, chính sự cho đi vô vị lợi, yêu thương không cần đáp đền, chính là phương pháp truyền giáo hữu hiệu nhất. Người đời nhìn vào đời sống Kitô hữu tốt lành thánh thiện mà họ yêu. Khi họ yêu chúng ta rồi thì họ yêu giáo hội của chúng ta. Khi yêu giáo hội rồi thì cũng yêu Thiên Chúa của chúng ta thờ. Họ nhìn vào các gia đình công giáo, hôn nhân thì chung thủy, hòa thuận yêu thương, con cái thì hiếu thảo, và ai cũng đạo đức thánh thiện, quảng đại, bác ái. Khi họ nhìn vào đó, họ thấy một gia đình có đầy Chúa, họ ước ao được gia đình như vậy. Và nếu chúng ta đi ngược lại thì chúng ta lại phản lại sự rao giảng tin mừng. Ý thức được sứ mạng truyền giáo quan trọng như vậy, trong sứ điệp mà giáo hội gửi đến cho chúng ta, nhất là công đồng Vatican II đã nhắc, ngày nay người ta cần chứng nhân hơn cần thầy dạy, tức là cần nhìn đến cách sống đạo đức của mọi người trong giáo hội. Chứ họ không cần nói về Chúa tốt lành thế này thế kia, nhưng họ cần những con người sống lời Chúa hơn. Chúng ta đi vào cái việc truyền giáo mà Chúa nói hôm nay, để rồi trong ngày tạ ơn hôm nay chúng ta thấy rõ chúng ta phải làm gì. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta.
Cách riêng giáo họ này từ tiền cổ cho đến ngày hôm nay, ơn nào cũng là từ Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã làm gì để đền đáp ơn Chúa ban cho chúng ta? Chúng ta được mời gọi hãy sống đạo đức thánh thiện, sống khiêm nhường, bác ái, yêu thương. Đó là điều mà chúng ta để đáp lại tình yêu của Chúa tốt nhất. Vậy ngày hôm nay tạ ơn Chúa qua việc 100 năm xây dựng giáo họ này, không chỉ tổ chức lễ cho thật hoành tráng, ăn uống cho thật linh đình, nhưng chúng ta phải nhìn lại đời sống của mình để biến đổi, để trở nên những con người sống lời Chúa thánh thiện hơn. Rồi khi nhìn vào 100 năm chúng ta tạ ơn Chúa đã thế, chúng ta còn phải tri ân các bậc tiền nhân của chúng ta, là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta, những người đã đi trước, đã sống và thực thi lời Chúa một cách tốt đẹp, để rồi chúng ta có được như ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa thì cầu xin cho các ngài, các bậc ân thân nhân. Nhưng không chỉ cầu xin mà chúng ta hãy ý thức rằng tổ tiên ông bà đang kỳ vọng nơi chúng ta. Con hơn cha, nhà có phúc. Chúng ta giàu có hơn tổ tiên, đúng rồi. Chúng ta giỏi hơn tổ tiên xưa, cũng đúng. Và chúng ta có thể nói làm được nhiều việc hơn tổ tiên xưa. Nhưng hãy coi chừng lòng đạo đức và đức tin của chúng ta thì phải học đòi nơi tổ tiên ông bà chúng ta. Ngày tạ ơn này chúng ta ý thức được điều đó, để sau khi ngày tạ ơn hôm nay, chúng ta trở nên những người đạo đức hơn, thánh thiện hơn, bác ái hơn, khiêm nhường hơn. Gia đình của chúng ta yêu thương nhau, trung thành và đạo đức hơn nữa. Để rồi khi chúng ta đi về với mọi nơi, chúng ta đến đâu cũng làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống yêu thương của mình. Vì chỉ trong yêu thương thì người ta mới nhận ra Thiên Chúa. Còn trong mọi sự nếu không có tình yêu, chúng ta sẽ không thể làm gì đẹp lòng Chúa được. Hôm nay ngày tạ ơn, chúng ta còn làm gì nữa? Chúng ta được lời Chúa mời gọi hướng tới tương lai, tức là đem phân phát và chia sẻ hồng ân chúng ta đã lãnh nhận. Tôi đã gợi ý đầu bài giảng, nhà của quý ông bà anh chị em ở giáo họ này đã có ai đi tu chưa? Chúng ta đã làm gì cho tương lai? Chúng ta có nói gì đến ơn gọi đâu mà con em chúng ta biết được? Chúng ta có cầu nguyện cho ơn gọi đâu mà con em của chúng ta quảng đại được? Chúng ta có nuôi dưỡng ơn gọi hay không? Điều này nữa nhắc chúng ta ngày tạ ơn là chúng ta phải làm điều đó. Vì tổ tiên ông bà chúng ta ao ước thế hệ chúng ta làm những điều đó. Chúa muốn chúng ta làm những điều đó. Chúa đã tạo dựng nên ta và nhận chúng ta làm con cái. Chúa đã cứu chuộc khi chúng ta phạm tội phải mất ơn Chúa. Và Chúa đã ban Thánh Thần để thánh hóa chúng ta. Chúng ta tiếp nối trang sử của tổ tiên, làm đẹp quê hương, làm cho vững chãi và thánh thiện của nhà thờ này, nơi trung tâm hội họp. Nhưng đền thờ là mỗi người chúng ta và gia đình của chúng ta cần phải làm đầu tiên. Trước khi chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác thì hãy làm cho đời sống của mình tiến bộ đạo đức hơn, gia đình của mình dễ thương hơn, hiệp nhất hơn, bác ái hơn. Cầu chúc cho quý ông bà anh chị em ngày hôm nay mừng lễ tạ ơn Chúa và nhắc nhở chúng ta nên thánh thì trở thành những con người thánh thiện ở mọi nơi. Quý ông bà thấy là giáo phận Bùi Chu của chúng ta đi đâu là đem truyền thống tốt đẹp đi tới đó. Người Bùi Chu vào miền Nam là làm sống lại đạo Chúa. Các truyền thống đều được mở ra. Và nhờ những truyền thống tốt đẹp ấy, những hình thức xem ra như chúng ta rước hôm nay, như mặc quần áo đẹp, tham gia hội đoàn, chính là những điều phát xuất từ tâm hồn mến Chúa, yêu nhà thờ mà ra được. Điều ấy nữa chúng ta cũng học nơi ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Đức chi sứ điệp của lời Chúa hôm nay và sứ điệp của ngày tạ ơn hôm nay, sau khi chúng ta đã hoàn tất việc tạ ơn Chúa thì chúng ta bắt đầu loan báo hồng ân bằng chính một đời sống canh tân đổi mới để đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Cầu chúc cho tất cả chúng ta được như vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, hồng ân Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không cho tất cả những ai trông cậy ở nơi Chúa. Trong tâm tình hân hoan cảm tạ Chúa trong ngày kỷ niệm 100 năm xây dựng Thánh Đường, chúng ta cùng hoan hỷ dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Con hãy về và loan truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và đã thương con. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn ý thức về sự cao cả của hồng ân Chúa đã ban và luôn trung thành với chức vụ của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa hãy nhận lời chúng con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu sau khi đón nhận được ơn Chúa ban, biết lên đường giao truyền tình thương Chúa cho anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là hạnh phúc và niềm vui của con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị ân thân nhân và tất cả những ai giúp đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện và những hy sinh, được hưởng bình an và sự sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hồng ân Thiên Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo họ chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận ân Chúa và quảng đại chia sẻ phúc lộc của Chúa cho anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban. Xin tiếp tục ban ơn nâng đỡ để chúng con biết hiến dâng cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ ơn tay Cha để ta còn tôn vinh danh Chúa và lời cho chúng ta cùng làm theo cách người thành. Lạy Chúa, Chúa rồng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bi tích đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, Chúa luôn chiến, Chúa chịu chết, mà thiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa yêu. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Thomas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các đấng, các bậc, các ân thân nhân, các tiền nhân trong giáo hội chúng con mà hôm nay đã qua đời. Xin cho những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nay đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giữ con ban cho con được sống.
này con xin đến để chu toàn ý của Cha.
Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bi tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bi tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, mời cộng đoàn an tọa. Trước khi vị đại diện có lời cảm ơn, tôi xin giới thiệu quý cha. Nhiều người không biết cha này ở đâu về. Trước nhất xin giới thiệu cha kính yêu của chúng ta, cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo, cha chánh xứ, cha giáo chủng viện và là cha phó giám đốc học viện Teresa Thần Học Niên Dòng ở Bùi Chu. Cha đồng tế một là cha Đa Minh Phạm Hồng, nguyên quản hạt hai khóa giáo hạt Thức Hóa Đại Đồng. Đây là chính mới là cha xứ giáo xứ Bà Quất Lâm của chúng ta. Cha thứ ba tôi phải giới thiệu đó là cha giáo Đa Minh Bùi Trung Thực, trưởng ban thánh nhạc giáo phận, cha giáo chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu và là cha chánh xứ Mộc Đức của chúng ta. Tiếp đó là cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh, quê ở Trình Xuyên thuộc giáo phận Hà Nội nhưng lại là cha của giáo phận Bùi Chu, đang làm cha phó giáo xứ Sa Châu. Và cha cựu xứ quý yêu của chúng ta đang là cha chánh xứ giáo xứ Lục Thủy, đó là cha Vinh Sơn Trần Thiện Túy cũng hiện diện với chúng ta. Và cha Giuse Vinh, quê ở Thức Hóa nhưng gốc ở Sa Châu, thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chi nhánh bên Thái Bình hiện diện với chúng ta. Ở bên này có cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Hường, dòng Thánh Thể Chúa Kitô, đang là chánh xứ giáo xứ Phong Lâm. Cha kế tiếp là cha Đa Minh Nguyễn Đình Thục, cũng là cha phó của giáo xứ Phong Lâm, cũng là cha dòng Thánh Thể với chúng ta. Cha này thì con biết, chỉ biết là chủng viện Bùi Chu. Chúng ta cho một tràng vỗ tay. Cha tiếp theo, cha rất là quý yêu thuộc quê hương Du Hiếu, đó là cha Vinh Sơn Nguyễn Hữu Tạn, đang là chánh xứ Xuân Phương giáo hạt Tứ Trùng. Và thầy phó tế Giuse Trần Văn Tuyên, đang là giúp xứ Sa Châu. Tại sao tôi giới thiệu như thế? Các cha cũng nhiều lần đầu tiên đến đây, cả bản thân tôi cũng vậy, cảm thấy nơi đây thật ấm cúng, tình Chúa, tình người và hết sức đạo đức thánh thiện. Chúng ta biết ơn như thế, tạ ơn Chúa, và chúng tôi cầu mong mọi sự tốt nhất đến với mọi người, mọi gia đình, và nhất là giáo họ này mỗi ngày mỗi phát triển. Và tương lai ngày gần đây nhất sẽ có bà sơ về tạ ơn, và sẽ có ông thầy, ông cha về đây tạ ơn Chúa. Xin chúc mừng giáo họ. Cộng đoàn chúng ta nồng một tràng tay thật lớn để cảm ơn cha quản hạt Giuse Mai Văn Châu, ngài là chánh xứ giáo xứ Đền Thánh Sa Châu. Giờ đây con xin giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo họ Thánh Tâm lên có những tâm tình dâng lên Thiên Chúa, quý cha và cộng đoàn. Con xin kính mời. Kính cha quản hạt Giuse, quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì trong ban hành giáo xứ, giáo họ, quý khách gần xa và cộng đoàn hiện diện. Nhờ ơn Thiên Chúa ban, qua sự hướng dẫn và cho phép của cha xứ, cộng đoàn giáo họ chúng con hân hoan mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng thánh đường. Đây là một mốc son đặc biệt trong đời sống đức tin của cộng đoàn giáo họ chúng con.
là thời gian để nhìn lại và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, ân nhân của giáo họ, là niềm vui càng nhân lên gấp bội khi chúng con được đón tiếp cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách và mọi người hiện diện. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, chúng con xin chân thành cảm tạ cha quản hạt, quý cha đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con cách đặc biệt. Chúng con xin tri ân cha xứ Vinh Sơn đã quan tâm và dành những thời gian quý báu hướng dẫn cộng đoàn giáo họ chúng con tổ chức thánh lễ thật long trọng. Chúng con cảm ơn quý thầy, quý dì đã đến chung chia niềm tham dự và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện và thông cảm của quý chức trong ban hành giáo xứ, giáo họ thất sự, giáo xóm Thánh Phanxicô. Cảm ơn ca đoàn giáo xứ Du Hiếu, hội kèn đồng, ban âm thanh ánh sáng, ban lễ sinh, cũng như tất cả những người đã âm thầm phục vụ để thánh lễ hôm nay được diễn ra sang trọng và sốt sắng. Trong ngày vui hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã đến chúc mừng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức thánh lễ được bình an và tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa qua sự lời cầu của Thánh cả Giuse tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách và mọi người hiện diện. Để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin dâng lên quý cha bó hoa tươi thắm, mong quý cha đón nhận. Phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin dâng lời.